gừng nhá, xả. Đây là nghệ, nghệ để lấy màu, màu vàng trong gà. Hoặc là các bạn có thể lấy nghệ được bằng điều, lấy màu của điều. À, có lá sen nhá, các bạn có thể lấy một lá trên đây nhà mình ra hồ mình thấy có nhiều, mùa này nó có nhiều nhưng mà nó rách, mình lấy 3-4 lá về bọc cho nó khỏi bị rách. Gừng ta đập dập này, Nhật ơi. Nghệ này thì các bạn phải xay để lấy nước. Còn ớt thì mình băm nhỏ thôi. Cho hết tất cả vào trong bụng gà. Vậy thì cho ít hạt tiêu. Ớt, xả, gừng, cho hết vào nhé. Nhồi chắc nó vào trong. Sau đó chúng ta sát muối xung quanh con gà cho nó thấm đều nhé. Sát muối thấm đều xong thì các bạn cho màu vàng của bột nghệ. Chúng ta có thể quét nó xung quanh để tạo màu đẹp cho con gà. Sau khi chín thì con gà nó có sẽ màu rất là đẹp. Bạn quan sát nhé. Có thể bôi quét thế nào để cho nó ngấm màu. Thank you.
Đấy, mới bôi xong các bạn nhìn màu đã đẹp. Nguyên liệu mình chuẩn bị toàn nguyên liệu nhà mình sẵn có, như xả mình trồng được, nghệ mình trồng được ở vườn, lá sen ở hồ gần nhà nhé, ớt mình trồng, trừ có hạt tiêu ở miền Bắc mình không trồng được nên là mình phải đi mua ở ngoài chưa. Còn tất cả nguyên liệu đều rất là tự nhiên. Gà thì nhà mình nuôi nhá, gà rất là săn chắc, giống như người gà người ta bảo là gà đi bộ ấy, mình nuôi gà cho ăn thóc ăn ngô, đi bộ ở vườn thể dục sức ngày các bạn. Sau khi đã mình đã cho các nguyên liệu xong thì mình sẽ dùng cái lá sen nhá các bạn nhá, gói lá sen vào nhá. Đây cái lá sen là mình vừa đi lấy ở hồ về. Do là ở hồ rất là nhiều lá sen, nhưng mà mùa này lá nó không được đẹp lắm, nên là mình phải rất là nhiều lá về mình bọc kỹ. Để các bạn biết cái hương vị mà khi chúng ta dùng cái lá sen này nó rất là ngon, nó rất là thơm, một cái hương vị đặc trưng. Đấy, mình có thể bọc kỹ hơn, bởi vì cái lá của mình nó không được lành nên mình bọc kỹ hơn. Chắc nhiều lớp. Nhẹ được rồi. Sau khi bọc xong cái này thì mình sẽ dùng cái giấy bạc mình quấn. To. Cái bạc này các bạn mua ở ngoài hàng tạp hóa rất là nhiều. Mình sẽ quấn làm sao cho nó kín cả người, như là hai lớp vậy nha các bạn nhé. Bởi vì là sợ là khi mà nó chín nó vỡ cái, nó đút nhiều quá bật cái giấy bạc ấy, mình bọc càng kỹ càng tốt. Hơi to một chút các bạn do mình bọc nhiều lá sen quá. Phần tiếp theo mình sẽ đi lấy đất nha, bạn nên chọn đất sét ở quanh nhà. Sau khi đắp đất xong các bạn chất củi lên đốt nhá. Bạn nung đốt củi nung nó tầm khoảng 2 tiếng trở lại, 1 tiếng rưỡi. Này chúng ta có thể bỏ ra và dùng được. Cứ để nó gà xuống là
thứ. Ồ, to quá các bạn. Ôi. Ai, đây đang hả? Đây là hỏi cái bạc thôi, bỏ đất đất chết hỏi cái bạc thôi. Ai, đất nó chín nó vỡ này các bạn. Còn ở trong cái lượt cái bạc này là nó xem kéo ra ngoài. Ôi con gà, bỏ cái than trên nha. Bỏ cái đất ở trước nha các bạn nhé. Đừng bỏ than trên nha. Phải bỏ cái đất ở trước. Bỏ đất ở trước đi. Chín lục nóng mắt á. Thơm lắm. Mùi thơm thế nhỉ? Nớp đất ra mà đã cảm giác có mùi thơm. Thơm nhỉ? Đúng gà đắp đất nó ủ là sen thơm thế. Bỏ quay vào tay nhà này. Mày cứ hỏi đi chứ. Thơm nức mũi luôn. Thơm thật đấy. Wow. Lật ra, lật chỗ này đi ra, dần chỗ này. Kéo ra chỗ này. Rất là bẩn. Bỏ con gà lên trên mâm. Wow. Ủa, giờ bốc cái bạc ra để gà lên mâm. Bạc nha các bạn. Wow. Bây giờ ngon chứ chợ. Thơm thế. Wow. Lá sen này. Ui thơm thế nhỉ. Lá sen nó hiện sao ấy. Là sen. Nói. Mình bóc ra nha các bạn, nhìn dưới lớp lá sen này gà vàng ruộm. Đấy, thấy ngon chưa? Thơm thế nhỉ? Thơm nức mũi luôn. Ngon quá. Wow. Gà thơm quá. Mùi lá sen quẹn với mùi gà thơm thế, gia vị. Ăn đi. Thơm thế. Ngon quá. Ngon không bạn Nhật? Ngon. Cho bạn Nhật cái món này. Wow, các bạn nhìn này. Đùi ấy. Ăn nha. Đi, cho Nhật ăn luôn. Đùi này. Ây da, gà nướng. Ngon ha, con gà đắp đất này. Bẩn lắm. Cầm khéo không tôi con. Cầm ăn hẳn hoi con. Wow. Mỗi người một miếng. Bạn nhìn này, đủ ngon thế. Ngon thế. Ui, ngon thế nhỉ. Mỗi người lấy ăn. Quay đã. Cho Nga miếng này, Nga ăn đây. Nga. Ăn đi. Ăn đi trong bố ăn. Cái ăn đồ uống lại ngon lắm. Ngon. Đúng rồi, gà ấy ra xem thơm thế. Cho bố miếng như nào. Wow, cái da của nó ngon thế. Đã ăn ra rồi không? Con ăn miếng đùi đi. Ăn ra. Đây mẹ lấy rồi. Ta sẽ ăn lắm. Cái ấy bỏ. Wow, gà vàng ruộng. Ăn đi. Như là gà quay ấy. Màu như là mùa quay ấy nhỉ. Ngọt hơn nhỉ. Wow. Ngồi xuống. Wow. Hơi kỹ một chút nhưng mà nó giòn như là gà quay luôn. Ngon thế. Ngon mình chua lắm. Ngon lắm. Mình nhớ ăn. Wow. Ngon lắm cái khổ. Ngọt thơm quá, mùi thơm lá sen, thơm nước mũi luôn. Wow rồi.
Hết, ăn hết rồi, ăn một tí hết một con gà. Ừ. Ơi, hôm nay mình ăn gà lấp đất ngon quá. Các bạn ơi, hôm nay mình ăn gà lấp đất ngon quá. Mẹ là nấu thơm. Hôm nay mình ăn gà lấp đất ngon quá.